Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay kỷ niệm 83 năm ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam và ngày người cao tuổi Việt Nam, ngày 6 tháng 6 năm 1941, ngày 6 tháng 6 năm 2024. Đây là dịp toàn xã hội và gia đình ghi nhận trân trọng sự đóng góp của người cao tuổi vào quá trình xây dựng phát triển đời sống, đồng thời thể hiện sự quan tâm, ứng xử, chăm sóc, bảo vệ người cao tuổi phù hợp truyền thống đạo lý dân tộc và thời đại. Qua đó phát huy vai trò của những người tuổi cao, gương sáng, sống vui khỏe có ích cho gia đình và xã hội. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Chương trình tối nay thứ Năm, ngày 6 tháng 6 có những nội dung đáng chú ý sau. Sáng nay, đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cùng các thành viên trong tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai ứng cử tại huyện Yapa đã tiếp xúc với cử tri tại huyện Yapa. Đồng chí Phạm Huy Toàn được bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng Ban tuyên giáo tỉnh ủy Gia Lai. Thực hiện kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai, nhiệm kỳ 2021-2026. Sáng nay ngày 6 tháng 6, đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cùng các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, Lưu Trung Nghĩa, tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh, Nguyễn Minh Trưởng, tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy Yapa, Đỗ Thị Hương Lan, Phó trưởng Ban Dân tộc, Hội đồng Nhân dân tỉnh, Nguyễn Thị Thùy Trang, huyện ủy viên, Phó trưởng Ban Dân vận huyện ủy Yapa đã tiếp xúc với cử tri huyện Yapa. Tham dự buổi tiếp xúc cử tri có đồng chí Nguyễn Hữu Quế, tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh và huyện Yapa. Qua nghe 14 lượt ý kiến phản ánh của cử tri huyện Yapa và kiến nghị của các cấp huyện Yapa, cũng như ý kiến trả lời giải trình của các sở ngành địa phương. Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, đồng chí Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hồ Văn Niên khẳng định, trong thời gian qua, Đảng, Nhà nước và cấp ủy chính quyền địa phương các cấp của tỉnh Gia Lai rất quan tâm, chú trọng đầu tư, phát triển ở các vùng sâu vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng căn cứ cách mạng, cùng sự cố gắng, nỗ lực, cộng đồng trách nhiệm của bà con nhân dân. Nhờ đó mà các hạ tầng cơ sở thiết yếu ngày càng đồng bộ, đời sống của người dân đã được nâng lên rõ rệt. Điển hình như tại huyện Yapa, ở địa bàn các xã Bờ Tó, Chư Răng, Yamarơn đã có những đổi thay đáng mừng. Ghi nhận những ý kiến kiến nghị chính đáng của cử tri huyện Yapa về tiếp tục đầu tư hoàn thiện hạ tầng cơ sở, phục vụ phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống cho người dân, đồng chí Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh mong muốn cử tri nhân dân chia sẻ với tình hình khó khăn chung và tỉnh sẽ cân nhắc bố trí nguồn lực để đầu tư cho phù hợp và theo lộ trình. Qua một số phản ánh kiến nghị của cử tri, đồng chí Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng lưu ý huyện Yapa cần quan tâm, chú trọng và thực hiện tốt một số vấn đề trong công tác quản lý đất đai, giảm nghèo vùng dân tộc thiểu số và phát huy tinh thần đoàn kết vì sự phát triển chung của địa phương. Nhân dịp này, đồng chí Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hồ Văn Niên và các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã trao tặng 20 suất quà cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn huyện Yapa. Cá nhân đồng chí Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã trao tặng một ngôi nhà tình thương cho một hộ nghèo ở xã Bờ Tó, huyện Yapa, trị giá 75 triệu đồng và tặng quà cho cấp ủy, chính quyền xã Bờ Tó. Tiếp tục chương trình công tác tại huyện Yapa, chiều nay ngày 6 tháng 6, đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã làm việc với Đảng ủy xã Chư Răng, huyện Yapa về tình hình công tác lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ 5 tháng đầu năm 2024, kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội 17 Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025 và dự sinh hoạt chi bộ thường kỳ tháng 6 với chi bộ thôn Vòn Bon, xã Chư Răng. Cùng tham dự buổi làm việc có Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Lưu Trung Nghĩa và lãnh đạo huyện ủy Yapa. Theo báo cáo, 5 tháng đầu năm 2024, Đảng ủy xã Chư Răng đã bám sát chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện toàn diện trên các lĩnh vực. Từ đó, tình hình kinh tế xã hội tiếp tục có bước phát triển. Đến cuối năm 2023, toàn xã có 121 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 10,54%. Phấn đấu cuối năm 2024 giảm thêm 40 hộ nghèo, nâng mức thu nhập bình quân đầu người đạt 47 triệu đồng trên năm và xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm nay. Tình hình quốc phòng an ninh được giữ vững, công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố kiện toàn và phát huy vai trò hiệu quả hoạt động. Đối với kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội 17 Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025,
Theo đánh giá, đến giữa nhiệm kỳ đã có 12 trên 17 chỉ tiêu đạt và vượt. Đối với chi bộ thôn Vòng Bon có 15 đảng viên, thôn hiện có 332 hộ, trong đó hơn 70% là đồng bào dân tộc thiểu số, tỷ lệ hộ nghèo chiếm 17,5%. Thời gian qua, chi ủy chi bộ thôn tiếp tục phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo, định hướng, vận động nhân dân, chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua về phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, nếp sống văn minh và củng cố khối đoàn kết toàn dân. Hiện thôn Vòng Bon cũng đã có 15 trên 19 tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hồ Văn Niên ghi nhận những kết quả mà Đảng ủy xã Chư Răng đã đạt trong thời gian qua, đồng thời đánh giá cao công tác tổ chức điều hành buổi sinh hoạt chi bộ thường kỳ của chi bộ thôn Vòng Bon. Qua nghe báo cáo nắm tình hình, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh bày tỏ quan tâm và mong muốn chi bộ thu chú trọng lên công tác giảm nghèo, phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, vệ sinh môi trường, nhà ở dân cư để hướng tới thôn đạt chuẩn nông thôn mới. Nhân dịp này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hồ Văn Niên đã tặng quà cho Đảng ủy xã Chư Răng và chi bộ thôn Vòng Bon, đồng thời trao tặng một ngôi nhà tình thương cho hộ nghèo ở thôn Vòng Bon trị giá 75 triệu đồng. Sáng nay ngày 6 tháng 6, đồng chí Sơ Lan Chung, Phó Bí thư Tỉnh ủy đã chủ trì hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về việc quyết định bổ nhiệm Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai. Dự hội nghị có đồng chí Huỳnh Thế Mạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố quyết định số 1246 ngày 31 tháng 5 năm 2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về việc bổ nhiệm đồng chí Phạm Huy Toàn, Chánh Văn phòng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, giữ chức Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, thời gian giữ chức vụ là 5 năm kể từ ngày 4 tháng 6 năm 2024. Trong quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tặng hoa chúc mừng và phát biểu giao nhiệm vụ đối với tân Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy Ra Lan Chung tin tưởng với những kinh nghiệm đã tích lũy được trong quá trình công tác, đồng chí Phạm Huy Toàn sẽ tiếp tục phát huy ưu điểm, thế mạnh, sở trường của bản thân, đồng thời tiếp tục rèn luyện, phấn đấu am tường trong thực hiện nhiệm vụ cùng với tập thể Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phạm Huy Toàn cảm ơn Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cá nhân đồng chí Ra Lan Chung đã tin tưởng giao nhiệm vụ giữ chức Phó trưởng Ban Tuyên giáo, đồng thời hứa sẽ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm cũng như năng lực công tác của mình, luôn cầu thị để cùng tập thể lãnh đạo và cơ quan Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chung tay thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới. Thời gian qua, người cao tuổi trong tỉnh Gia Lai luôn tích cực tham gia các câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao để nâng cao sức khỏe, đời sống văn hóa, tinh thần. Để đảm bảo hạ tầng kỹ thuật giúp các phương tiện tiếp tục lưu thông qua cầu Bến Mộng bắc qua sông Ba, nối liền các xã phía đông nam của huyện Yapa với thị xã Ayunpa được an toàn, nhiều giải pháp đã được thị xã Ayunpa triển khai. Nhân kỷ niệm 83 năm ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam 6 tháng 6 năm 1941, 6 tháng 6 năm 2024, Ban đại diện Hội người cao tuổi tỉnh Gia Lai đã đến thăm và tặng quà cho 100 người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn ở các huyện Mang Giang, Đắk Đoa, Chư Pả, Sac Rai và thành phố Pleiku. Mỗi suất quà gồm 500.000 đồng tiền mặt và quà. Dịp này, Ban đại diện Hội người cao tuổi tỉnh đã thăm hỏi sức khỏe, cuộc sống sinh hoạt của những người cao tuổi, đồng thời mong muốn những người cao tuổi luôn gương mẫu, chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia phát triển kinh tế gia đình và các phong trào hoạt động của địa phương. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, người cao tuổi trong tỉnh Gia Lai luôn tích cực tham gia các câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao để nâng cao sức khỏe, đời sống văn hóa tinh thần, là tấm gương cho con cháu học tập noi theo. Bên cạnh đó, các cấp hội người cao tuổi cũng đẩy mạnh phong trào thi đua tuổi cao gương sáng với phương châm sống vui, sống khỏe, sống có ích. Nhân kỷ niệm 83 năm ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam và ngày người cao tuổi Việt Nam, ngày 6 tháng 6 năm 1941, ngày 6 tháng 6 năm 2024, chúng tôi thực hiện phóng sự Người cao tuổi Gia Lai, sống vui, sống khỏe, sống có ích. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thường vào 5 giờ sáng mỗi ngày, tại quảng trường thị xã Ayunpa, các thành viên câu lạc bộ sống vui sống khỏe của hội người cao tuổi của phường Đoàn Kết cùng sinh hoạt tập thể dục nhịp điệu. Thành viên câu lạc bộ người nhỏ tuổi nhất là 58, lớn nhất là 85 tuổi. Vì vậy, nội dung các bài tập được xây dựng bài bản, phù hợp với thể lực, sức khỏe của tất cả hội viên tham gia. Năm nay 85 tuổi, hàng ngày tôi cũng vẫn ra đây tập thể dục với chị em. Có mình tôi lớn tuổi nhất à, ngày nào mình cũng đi ra đây tập thể dục. Tôi là vẫn khỏe, hàng ngày tôi vẫn đi
tập ở đây. Khi đến đây thì cảm thấy là mỗi buổi sáng là đến cho họ với niềm vui, đó chính là liều thuốc bổ. Do vậy cho nên có những người từ họ rất là yếu ớt này, rồi họ thấy có vẻ già nua thì đến đây họ rất là trẻ, rằng là nó rất có ý nghĩa cho những người lớn tuổi về xương khớp này. Sống vui, sống khỏe, nhiều người cao tuổi trong tỉnh Gia Lai đóng vai trò quan trọng trong gia đình và xã hội. Như ông Nguyễn Khắc Tú, thôn trưởng thôn Đông Hà, thị trấn Chư Prông, huyện Chư Prông. Năm nay dù đã 70 tuổi, nhưng ông đang là trưởng ban công tác mặt trận thôn, là điển hình trong việc thực hiện các hoạt động từ thiện tại địa phương. Biết nơi nào có hoàn cảnh khó khăn cần được giúp đỡ, ông đi đến tìm hiểu và vận động để hỗ trợ. Tình làng nghĩa xóm, rồi tình cảm giữa con người với con người, nên ngoài cái công tác của mặt trận, tôi đi vận động quỹ vì người nghèo thì bản thân tôi và gia đình cũng là đóng góp hàng năm 5 suất quà để giúp cho những người nghèo các nhu yếu phẩm. Hiện nay, Hội Người Cao Tuổi tỉnh Gia Lai có trên 125.200 hội viên. Với tinh thần sống vui, sống khỏe, sống có ích, phần lớn người cao tuổi luôn nêu gương sáng, tích cực tham gia nhiều việc làm ý nghĩa cho gia đình, cộng đồng và xã hội. Thưa quý vị và các bạn, sau hàng chục năm đưa vào sử dụng, cầu Bến Mộng bắc qua sông Ba, nối liền các xã phía đông nam của huyện Yapa với thị xã Yunpa đã xuống cấp. Để đảm bảo hạ tầng kỹ thuật giúp các phương tiện tiếp tục lưu thông qua cầu an toàn, nhiều giải pháp đã được thị xã Yunpa triển khai. Được đưa vào sử dụng năm 2002, đến thời điểm này, hai đầu cầu và mặt cầu Bến Mộng trong tình trạng xuống cấp như thế này. Để đảm bảo an toàn giúp các phương tiện lưu thông qua cầu Bến Mộng thuận lợi, sau khi mời các chuyên gia về thẩm định đánh giá chất lượng cầu, thị xã Yunpa đã tiến hành cắm biển hạn chế tải trọng đối với phương tiện mỗi khi lưu thông qua cầu. Thì với các cái tải trọng là xe thân liền là 22 tấn và xe đầu kéo sơ mi rơ mốt là 30 tấn và xe thân liền kéo sơ mi rơ mốt là 35 tấn để đảm bảo cho cái cầu được đi lại thuận lợi và tránh các cái phương tiện lưu thông, cho đảm bảo tránh gây hư hỏng cầu. Cùng với đó, thị xã Yunpa cũng đã xây dựng kế hoạch bố trí kinh phí để duy tu, bảo dưỡng cầu trong thời gian tới. Trước mắt thị xã sẽ bố trí kinh phí là sửa chữa cái đầu cầu trong năm 2024. Thì cái này bố trí đã có kinh phí. Cái thứ hai là để dọn dẹp vệ sinh các mặt cầu và các lỗ thoát nước, các mà vừa rơi vãi đổ cầu để đảm bảo thoát nước. Ủy ban Nhân dân thị xã Yunpa cũng đã chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường tuần tra kiểm soát, tiến hành cân tải trọng đối với các phương tiện lưu thông qua cầu, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Yêu cầu tất cả các loại phương tiện mà thường xuyên di chuyển qua cái cầu này để vận tải hàng hóa thì phải ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, đặc biệt là chấp hành nghiêm quy định về tải trọng của hạn chế của cầu Bến Mộng. Mà khác thì chúng tôi cũng tiến hành tuần tra kiểm soát, vừa là kiểm soát lưu động, vừa kiểm soát tại một điểm để phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi mà phương tiện chở quá tải của cái cầu Bến Mộng, nhằm bảo vệ an toàn kết cấu hạ tầng cho cầu Bến Mộng. Cầu Bến Mộng nằm trên trục giao thông quan trọng. Hàng ngày có nhiều phương tiện vận chuyển hàng hóa, vật liệu xây dựng từ các địa phương của huyện Yapa sang thị xã Yunpa, sau đó đi ra quốc lộ 25 và ngược lại. Việc thị xã Yunpa triển khai các giải pháp để đảm bảo hạ tầng giao thông cho cây cầu này là việc làm cấp thiết. Qua đó giúp người dân tiếp tục đi lại, thông thương, vận chuyển hàng hóa an toàn, phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.